Dạ thưa cô là và bây giờ con xin thể hiện một ca khúc nói về hiệp đức, và ca khúc này được sáng tác bởi nhạc sĩ Thái Nghĩa, và ca khúc có tựa đề là Một miền quê em yêu. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng đến với ca khúc Một miền quê em yêu qua giọng hát của Trịnh Nguyễn Hồng Minh và phần minh họa của nhóm thiếu nhi trường nhà thiếu nhi thành phố Đà Nẵng. Chắp cánh cho đàn chim về dòng sông.